Máy xay đùn thịt cao cấp RIH22S xay đùn thịt nhanh, khỏe, năng suất lên tới 250kg thịt xay mỗi giờ. Với motor cảm ứng điện từ quần dây đồng mới 100%. Họng đùn nâng cấp, thiết kế tối ưu, chất lượng inox cao cấp, tăng cao khả năng xay nhuyễn thịt ngọt mịn. Máy trang bị công tắc đảo chiều Đài Loan, nhập khẩu chính hãng, giúp máy không bị tắc nghẹt thịt khi xay. Xin chào mọi người, nếu như mà chúng ta cũng đang cần tìm một thiết bị máy xay đùn thịt đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên, thì máy xay đùn thịt cao cấp RIH22S đang ở kế bên hướng đây là một phương án lựa chọn tối ưu nhất cho các bạn. Và ngoài chức năng xay thịt thì thiết bị này cũng có thể xay khá là hiệu quả, đa năng nhiều nguyên liệu khác như là rau củ quả, hải sản. Và đặc biệt đây cũng là một thiết bị khá là tối ưu và nổi trội so với các sản phẩm cùng loại khác ở trên thị trường. Thực tế có như vậy không thì các bạn hãy cùng theo dõi hết clip ngày hôm nay và cả video thực tế sử dụng thiết bị này nhé. Ngay đầu tiên thì các bạn thấy thiết bị này có vẻ ngoài rất là bắt mắt, tính thẩm mỹ cao và cực kỳ sáng. Bởi vì chất liệu chính của thiết bị thì làm từ inox cao cấp và hợp kim không gỉ. Do đó mà sẽ có độ bền cao này, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và thứ hai nữa đó là khi chúng ta vệ sinh đúng cách, lau chùi đúng cách thì khá là cứng cáp, dày dặn cũng như là độ bền tuổi thọ lên tới 10-20 năm sử dụng cơ. Và trong thiết bị này thì các bạn thấy khá là nhỏ gọn thế thôi, có chiều dài, chiều rộng, chiều cao khoảng 61 x 32 x 43 cm. Thế nhưng thiết bị này có trọng lượng lên tới khoảng 27kg cơ. Khoảng tầm như vậy, nhưng mà vì sao thì bởi vì các bạn thấy rồi, thiết bị này được thiết kế rất là dày và rất là cứng. Tất cả bao gồm cả khay này, rồi hộp chứa và động cơ bên trong và cả thân đế nữa đều được dày đặc và cực kỳ chắc chắn. Như vậy để có thể đảm bảo cho chúng ta trong cái quá trình vận hành, máy êm và không rung lắc. Và thứ hai là có thể kéo dài tuổi thọ được cho thiết bị. Đặc biệt đó, các bạn nhìn ngay được ở cái phần khay này này. Khác với các loại máy xay thịt giá rẻ trên thị trường thì phần khay, các cái thành này nó rất là nhọn và rất là mỏng manh. Thì khay này các bạn được thấy là thiết kế nó rất là rộng rãi và độ sâu lòng lên tới 6cm. Và viền khay được thiết kế liên tiếp các cái gờ inox được bo tròn. Và bên trên các cái gờ inox này còn được thiết kế thêm một lớp silicone nữa. Đó, các bạn thấy được thiết kế rất là tỉ mỉ để đảm bảo khay của chúng ta có thể chứa được một cái trọng lượng lớn thịt ở bên trên cũng như là nguyên liệu ở bên trên. Thứ hai nữa là chất liệu chính của khay này thì các bạn thấy cũng rất là sáng bởi vì được làm từ inox 304. Đây là loại inox cao cấp nhất để có thể đảm bảo cho chúng ta về độ chống oxy hóa, chống hoen gỉ cũng như là có độ cứng cáp bền bỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối cho chúng ta. Ở đây thì đi kèm với cái khay này thì ở đây các bạn thấy được trang bị một cái mặt inox tạo khoảng cách với họng để chứa thịt. Như vậy để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tay của chúng ta. Và để có thể đẩy được toàn bộ cái lượng nguyên liệu xuống thì ở đây có thiết kế một cái phần tay cầm bằng nhựa để chúng ta không sử dụng tay trực tiếp để đẩy thịt, tuyệt đối an toàn cho người sử dụng phải không nào. Và một cái ưu điểm nữa để có thể phân biệt được đây có phải là một thiết bị có hiệu quả xay đùn thịt vượt trội hay không thì Hường sẽ bật mí cho các bạn về phần họng đùn cực kỳ chất lượng. Để có thể thấy được phía bên trong như thế nào thì bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Các bạn thấy Hường vừa thao tác tháo phần họng đùn này ra thì phía bên trong này có cấu tạo bao gồm một trục xoắn này, tiếp theo là dao và cuối cùng là đến phần mắt sàng, đầu đùn thịt cuối cùng của chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy thao tác tháo ra dễ dàng như vậy để đảm bảo cho chúng ta trong khâu vệ sinh máy rất là đơn giản và nhanh chóng. Thứ hai là các cái chi tiết này của chúng ta cũng thiết kế các phần rãnh và phần ngoàm để có thể kết nối được các bộ phận với nhau một cách chắc chắn nhất, đảm bảo hoạt động trơn tru và ổn định. Vì sao nó lại chất lượng thì các bạn thấy rồi, cái phần trục này được thiết kế rất là dày và rất là chắc, tất cả cái vòng xoắn của nó này cực kỳ đầm tay và thiết kế đặc, làm từ inox cao cấp. Như vậy thì thịt của chúng ta sẽ được đưa xuống phần họng này, sau đó xoáy theo các vòng xoay ở trên trục xoắn và đưa tới bộ phận dao và cuối cùng là mắt sàng. Với cái trục như thế này thì đảm bảo cho chúng ta có thể đẩy được các miếng thịt to một cách nhanh và khỏe nhất. Và đặc biệt đó, một cái điểm khá thú vị của thiết bị này, khi mà các thiết bị khác mà có xảy ra cái tình trạng là tắc nghẹt thịt chẳng hạn đi, thì ở đây máy có trang bị phần công tắc đảo chiều. Đây các bạn có thể thấy này, đây là công tắc đảo chiều cao cấp được nhập khẩu từ Đài Loan. Thế thì công tắc này các bạn có thể xoay theo hai chiều
Đó, như vậy thì khi mà xảy ra tình trạng bị tắc nghẽn thịt, các bạn chỉ cần xoay ngược cái chiều này lại thôi thì thịt của chúng ta sẽ được gỡ ra và được đẩy ra ngoài, giải quyết nhanh chóng vấn đề tắc nghẽn thịt cho thiết bị này phải không nào? Ngoài ra thì các bạn thấy phần dao và phần mắt sàng này cũng được thiết kế rất là dày và làm từ chất liệu inox cao cấp. Đặc biệt phần dao này thì được thiết kế 4 cánh và cánh dao được thiết kế nghiêng 8 độ để có thể tăng cao cái khả năng xoay, đùn và xay thịt một cách ngọt mịn và nhanh chóng nhất. Video máy sẽ được tặng kèm thêm 3 mắt sàng và 3 lưỡi dao 4 cánh. Như vậy với cái 3 cái mắt sàng này có các kích thước đường kính khác nhau. Đó chính là đường kính 6 này, đường kính 8 và đường kính 10mm để cho chúng ta có thể đáp ứng đa dạng độ xay nhuyễn cũng như là đầy đủ các cái linh kiện này thay thế khi mà chúng ta bị hao mòn, khá là đầy đủ và tiện lợi phải không nào? Bật mí cho các bạn một ưu điểm cực kỳ lớn của thiết bị máy xay đùn thịt này khác hẳn so với các sản phẩm khác mà trên thị trường không có. Đây ở phía bên trong các bạn có thể thấy này, giữa cái phần motor ở bên trong này và với cái phần đầu đùn phía bên ngoài, nó được thiết kế đặc bởi vì có một phần ruột gà để kết nối hai phần này với nhau. Như vậy thì dầu từ motor nó sẽ không ảnh hưởng lên đầu đùn, cũng như là thực phẩm từ phần đầu đùn này cũng sẽ không bị rò rỉ sang đây, để bảo vệ cho chúng ta về motor bền bỉ hơn cũng như là thực phẩm được đảm bảo tính an toàn và chất lượng nhất. Cùng với đó thì phần phía bên trong này các bạn thấy nó chỉ thiết kế có một cái ống trục bao quanh thôi. Các thiết bị khác thì nó sẽ có thêm một cái phần ống trục bao quanh thêm phần bên ngoài nữa. Với cái thiết kế tối ưu này thì sẽ dễ dàng cho chúng ta, thứ nhất là trong khâu bảo trì và thứ hai là trong khâu vệ sinh lau chùi một cách dễ dàng hơn. Thịt của chúng ta sẽ không bị mắc kẹt vào phần ống trục đó. Đặc biệt là thiết bị này của chúng ta thì có thể hoạt động liên tục trong vòng 1 giờ đồng hồ. Và nếu mà các bạn muốn máy hoạt động dài hơn thì chúng ta chỉ cần nghỉ khoảng 15 phút rồi tiếp tục cho máy vận hành. Để đảm bảo mức năng suất cao thì máy được trang bị motor mới cuốn dây đồng 100% và cảm ứng điện từ, không sử dụng motor có chổi than giống như là các thiết bị thế hệ trước, để đảm bảo cho chúng ta về hiệu suất và thứ hai là mức năng suất ổn định. Có thể hoạt động được một tần số cao như vậy là ở đây các bạn thấy. Máy sẽ được trang bị phần bên ngoài này là nút được kết nối với hệ thống bảo vệ quá tải phía bên trong để đảm bảo máy của chúng ta luôn vận hành tốt cũng như là ổn định năng suất. Cụ thể thiết bị này có hiệu quả như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ vận hành thực tế máy cho các bạn xem nhé. Ở đây thì các bạn thấy Hường đã chuẩn bị các nguyên liệu ngày hôm nay, bao gồm có thịt lợn và có cả thịt đông lạnh. Thứ hai là các nguyên liệu rau củ, đó là sả và ớt. Sau khi mà Hường đã kết nối nguồn điện gia đình 220V cho thiết bị này, thiết bị sử dụng nguồn điện gia đình, thì các bạn nhớ là chuẩn bị một phần khay để có thể chứa phần thành phẩm của chúng ta. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành xay thịt. Mình thao tác liên tục bỏ thịt vào trong họng cũng như là thịt thành phẩm của chúng ta liên tục được đưa ra mà không hề xảy ra cái tình trạng đó là thịt bị tắc, bởi vì dao của chúng ta cũng khá là sắc. Bây giờ thì mình sẽ cùng review thành phẩm cho các bạn xem. Đây các bạn thấy này, tất cả thịt của chúng ta được xay rất là đồng đều với nhau. Đó, thịt xay đều và không bị dính vào với nhau, rất là đồng đều, các bạn có thể thấy này, nhuyễn. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành sử dụng máy để xay ớt và xay sả. Đối với hai cái sản phẩm này, hai cái nguyên liệu này thì mình sẽ tiến hành thay mắt sàng với kích thước nhỏ nhất là 6mm ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ bật công tắc cho máy. Chúng ta sẽ xem ớt trước rồi.
Đây các bạn thấy đối với ớt thì nó xay rất là nhuyễn, rất là nhỏ này. Đó. Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi hiệu quả thực tế từ thiết bị máy xay đùn thịt cao cấp RIH22S. Và nếu như đây là một thiết bị phù hợp với tiêu chí lựa chọn của bạn thì đừng quên khi đặt mua sản phẩm này, tại điện máy Nusan chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10 km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Với hệ thống 18 cửa hàng trên khắp cả nước, Nissan tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp máy thực phẩm đạt chuẩn ISO 9001:2015. Để được nhận báo giá và tư vấn miễn phí về sản phẩm thì chúng ta cứ để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nissan 0766 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmayneusan.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như các sản phẩm khác. Ngoài mức năng suất này ra thì Nissan còn cung cấp rất là nhiều máy xay đùn thịt với đa dạng kích thước và mức năng suất từ nhỏ cho tới lớn để đáp ứng đa dạng quy mô cho cơ sở kinh doanh sản xuất của bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để update những clip mới nhất tại kênh Điện máy Nissan. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.